Y phục của các bạn trong cái ngày đám cưới đúng không? Dạ không phải à. Dạ không phải à. Rồi sao? Trời bây sao? Giờ mà đoán đến cái mức gì mà không được nữa thì mà chỉ coi mặc đồ, kính mặc đồ xong hỉ kìa. Anh giới thiệu về mình đi. Chào anh Quốc Thuận cũng như chị Hồng Vân. Tên đầy đủ của mình là Vũ Đức Quân, đang là nhà đào tạo về thiết kế tóc, kinh doanh dịch vụ salon tóc làm đẹp. Tuổi của Quân là bao nhiêu rồi? Dạ, hiện nay là tuổi em là 39 tuổi. 39 tuổi. Quá trẻ. Chuyên về tóc đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi, thế còn em? Dạ em xin giới thiệu, em là Võ Thị Thùy Vân. Em 32 tuổi, là cũng đang là trợ lý bên ngành tóc cho ảnh luôn ạ. À, hai vợ chồng là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được 13 năm rồi. 13 năm. Dạ. Có em bé chưa ạ? Dạ có, hiện tại là em có 5 bé à. 5 cô công chúa luôn ạ. Dạ. Ngũ Long công chúa luôn. Ngũ Long công chúa. Dạ. Wow. Cưới nhau được 13 năm hả? Dạ. Rồi đẻ tới 5 đứa. Coi là cái đứa đầu tiên á là tụi em sanh vào lúc tụi em bao nhiêu tuổi? Em cưới năm 19 tuổi thì năm 20 là sanh bé đầu. À. Tiếp tục 10 là dạ. Mấy năm nữa? Cứ lai rai là dạ. 2 năm một đứa. Dạ đúng rồi, em lai rai sanh 5 bé là 8 năm 5 bé. Thật sự là em với lại chồng em là định sanh 2 bé đầu thôi. Bạn thứ ba là chỉ là ngoài ý muốn thôi. Lúc đó là thật sự là hai vợ chồng cuồng cái bộ phim Nhà có 5 nàng tiên lắm luôn á. À. Dạ. À. Mê lắm. Phim đó vợ tôi làm sản xuất. Vợ tôi sản xuất. Liên sản xuất. Liên sản xuất. Ông thầy chủ nhiệm của chị là thầy Trần Ngọc Giao đó, ơi, là đạo thầy diễn ơi, thầy đó. Có fan hâm mộ thầy. Ơi, bộ phim của thầy mà ra 5 đứa con đó. 5 đứa con gái đó, nhà có 5 nàng tiên luôn đó thầy. Rồi dạ. Sao nữa nè? Lúc đó thì hai vợ chồng thì cũng mê thì mê, nhưng mà mình cũng không có nghĩ là mình sẽ được trọn vẹn giống như vậy. Thì bạn thứ ba thì sanh ngoài ý muốn, lúc mà sanh bạn thứ ba thì mình cũng không có được biết giới tính. Bác sĩ giấu cho đến cái lúc mà mình sanh luôn á. Sanh bé thứ ba xong là cỡ 3 năm sau tiếp cũng có thai ngoài ý muốn nữa. Thì cứ mình cứ theo cái thuận để sanh tự nhiên thôi, thì lúc đó là cũng dự định là sẽ ngưng không sanh nữa, nhưng mà hầu như là khách hàng cho đến người nhà bạn bè mới nói là thôi sanh đại đi, biết đâu bé thứ năm này là gái thì là thật sự là rất là đẹp. Mà trai gái gì cũng được lắm, thì bạn thứ năm là hai vợ chồng mà cố tình để. Dạ. Mà đứa gái. Hay quá ha. Dạ, đưa ra coi như Ngũ Long công chúa, thực ra là 4 đứa là tứ đại mỹ nhân rồi đó. Bây giờ phải quay vòng lại, 19 tuổi đã làm đám cưới. Dạ. Gặp nhau lúc bao nhiêu tuổi? Bây... và gặp ở đâu? Đó, bây giờ các bạn hãy quay ngược thời gian trở lại với tuổi thơ. Cái tuổi mà mới lớn đó. Đó. Thì các bạn lần đầu tiên là gặp nhau là ở đâu và có ấn tượng như về nhau? Cái lần đầu tiên thì gặp bà xã ở một cái cánh đồng dưới ánh trăng. Oh. Thì cũng nhìn cô ấy thì cũng dễ thương. Em đi đâu mà ra đồng? Đi đâu xuống. Mà ra đồng mà lúc buổi tối mà trăng rằm vậy? Lúc đó thì đi xuống với một nhóm bạn. Xuống dưới đó thì ngồi chơi ở cánh đồng thôi, thì bà xã ở đâu xuất hiện. Lúc đó thì nhìn thấy cô bé này cũng dễ thương, có vẻ bén lẻn, thì mình cũng chú ý. Thì cô ấy mời mình ăn bánh, ăn trái cây, thì mình tối thì nó cứ mờ ảo vậy đó. Chị hỏi nè, cánh đồng ở đâu? Cánh đồng ở dưới khu Gò Vấp. Khu Gò Vấp đúng không? Dạ, là trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh mà dạ, đúng không? Đúng rồi, dạ. Bạn đi xuống đó, bạn đi nhậu không? Bạn làm không, gì? đi chơi nhà bạn thôi. Đi chơi nhà bạn. Nhà em là ở gần đó. Dạ không, anh kể sai, tự nhiên em xuất hiện giống ma quá. Đó bởi vậy đó, nó bị cần phim vậy. Trời, nó giống như phim liên quan chứ gì á chị. Em không biết, tự nhiên có con bé tóc vàng đi đánh trăng mờ mờ ảo ảo đến anh ăn bánh được. Anh kể sai rồi, thật sự là bạn của ảnh cũng là bạn của em. Hôm đó là em mới qua nhà bạn em chơi, thì ảnh cũng vô tình ảnh đi qua chơi thôi. Thì lúc đó là chỉ có 4 người thôi, là luôn em cả ảnh luôn á, là 4 người ngồi ở ngay cái đường mương thôi. Ngày xưa thì không có đèn đường. Chỉ là nhìn thấy mặt qua nhau cái ánh trăng thôi, cứ mờ mờ ảo ảo vậy đó. Em mới lịch sự là em có bánh em cũng có mời ảnh, nhưng mà ảnh cứ nghĩ là em thích ảnh. Sao thì khúc này thì cũng phải thừa nhận rằng là trong cái thời điểm đó thì em cũng khá là thanh tú. Tình trạng lúc đó thì mấy cô thích em cơ. Cái cảm giác một cái chàng trai mới lớn vậy tự tin, thì có nhiều cô gái thì cứ nghĩ là ai đó thì cũng thích mình, mình thích tôi thì mình thêm cái kiểu như vậy. Cứ nghĩ là cô ấy thích mình thôi, thì lúc đó thì bắt đầu mới đeo đuổi đi theo. Mới đầu tiên lần đầu tiên là đi theo kêu em nhà em ở gần đây không, kiểu ghẹo ghẹo vậy đó, anh đưa em về nha. Em có ấn tượng gì về Quân không? Dạ không, lúc đó em mới chia tay bồ được tháng. Em nghĩ ổng lắm nhưng không được. Ổng thích ổng luôn? Không, tại nhìn ổng già lắm, tại vì anh lớn hơn em 7 tuổi mà. Thời điểm đó là chính xác là em mới bước qua khỏi tuổi 15. Đúng rồi. Gần 16 tuổi. Ổng nói đó nhiều cô gái thích ổng lắm. Dạ, thành ra là lúc đó anh đang làm người mẫu nữa. Đào qua, rất là nhiều con gái đeo đuổi ảnh. Nhưng mà xui cho ảnh là cái cô này ảnh cũng không thích ảnh. Khi nào thì em mới thấy ảnh có một cái điểm hút?
em cũng không có biết rõ là cái thời điểm nào là em thật sự là có cảm tình với ảnh, cho đến khi mà hai đứa về làm chung một tiệm á, em mới cảm nhận được á là cái sự chân thành của ảnh. Thì lúc đó là sau cái lúc mà đêm trăng trên đồng á là bao nhiêu lâu? Tầm cỡ 5-6 tháng. 5-6 tháng sau là mới 16 là tiệm của ai? Tiệm của em hả? Tiệm của em mở ra thì em cũng muốn hướng tới cái là sẽ cùng với bạn này sẽ làm chung với nhau. Đúng đó, là em đã thích cổ rồi đúng không? Và thì... ý định làm chung là của ai, là người khởi xướng ra? Em là người khởi xướng, tại vì mục tiêu của em á là cũng muốn mở tiệm, nó vừa có một cái sự thích, vừa thứ hai nữa là nó vừa có liên quan tới cái việc mà mình làm nghề, mình mở tiệm ra thì có một cái cô bé rất là giỏi thợ phụ như thế này có thể hỗ trợ cho mình được, thì nó giống như là ráp vào cái công việc nữa thì nó sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà sao em biết cô giỏi? Em có đi tới chỗ cô ấy gội đầu, chỗ cô ấy làm á, em có thể. Lúc đó là em đã làm ở một cái tiệm uống tóc rồi. Dạ. Nhắc tới phần đó em hơi bị quê nghe là. Sao em? Cái lần đầu tiên mà anh tới bạn thì nói chung bản năng là em đã không thích ổng rồi. Mà ổng tới ngay cái giờ mà em chuẩn bị em đi về, ổng canh còn cỡ 10 phút nữa ổng mới tới. Mà tới làm gì? Gội đầu. Em muốn ráng em gội mà nói thiệt chứ massage mặt cho ổng mà nhìn ngứa mắt lắm. Cũng khó chịu lắm, cũng phải ráng mà làm thôi. Xong rồi lúc mà làm xong thì anh có bo, mà cái thời điểm đó là 10.000 giấy là vẫn còn. Ông bo cho em cái tờ đó, mà ông vừa bước ra khỏi cửa, ông phóng xe ông đi, rồi em thấy tờ nó muốn rách làm đôi vậy đó. Đến khi nào thì ông tỏ tình với em và chính thức là của nhau? Có những cái động thái sơ sơ, nó cũng na ná giống như tỏ tình trước khi mở tiệm rồi. Mà có lãng mạn không? Nhà không khô eo à? Nhà không khô eo à? Khô eo hả? Sao? Ông sao? Ông nói sao? Trước khi mở tiệm là anh có mời em uống cà phê. Không hiểu sao mà tự nhiên anh có hôn môi em. Nhưng mà tự nhiên em nhìn thẳng mặt em sợ. Em bị hình dung ra cái mối tình trước á. Nó không có được chân thành. Em có khóc. Lúc đó là mình có cảm tình với cô ấy. Nhưng mà cô ấy thì có một cái mối tình mà dang dở đó. Nghe cô ấy nói một chút về cái tình cảm giữa bạn trai cũ. Và sau đó thì cô ấy khóc. Không biết sao tự dưng cái trong cái người mình nó có một cái gì đó. Nó giống như vừa thương mà vừa có một cái cảm xúc rất là khó diễn tả. Nhưng mà nó hơi nhói trái tim một xíu. Thì mình mới ôm cô ấy vào lòng thôi. Sau bữa đó là em mới quyết định là tìm sao là mở tiệm để mà hai đứa về chung một chỗ. Đúng không? Chính thức là để tỏ tình, để mà về làm vợ. Anh nghe là như thế nào? Có lãng mạn. Mua một cái nhẫn. Thực ra cái nhẫn đó là xác định trong tư tưởng là cặp nhẫn đó là sau này nếu có bạn gái là sẽ đeo, một cái là đeo tay, một cái đeo ở trong cái dây chuyền cổ. Lúc đó thì mình cũng không biết nói gì, lúc đó cũng rất là nhát. Kêu bây giờ anh có mua cặp nhẫn này thì bây giờ em đeo chung với anh. Có làm vợ không? Anh không? Không, có lúc đó chưa xác định là cưới. Lúc đó thì cũng vẫn là đôi mươi thôi, thì lúc đó em mới có hăm mấy thôi. Sau đó thì bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ 3 năm sau. Thực tế mà nói rằng tụi em chưa có cưới nhau khi có con, mà tụi em có con rồi mới xác định là đến với nhau. Trong cái giai đoạn mà tuổi mới lớn lên rồi hai đứa chỉ là công việc với nhau, sau đó thì phát sinh. Khi mà có baby thì bắt đầu mới về nói với mẹ trước là mẹ con giờ lỡ có em bé rồi giờ làm sao. Mẹ cũng la cái mày giỡn mày gì này nọ. Là mẹ em hay là mẹ em nhờ ba mẹ người lớn là xuống với bên ngoài để bắt đầu nói cho hai bên. Em về nói với má là con đã có bầu. Dạ, má nó kêu là bây giờ có thì mình cứ cưới thôi. Rồi 19 tuổi là 18 tuổi lấy ổng hay là 19 tuổi lấy ổng? 19 đẻ là 18. 19 cưới là 20 em xanh. Bây giờ qua cái phần nói xấu đi. Kể xấu nhau. Mười mấy năm đó, bây giờ nè, tật xấu của ông Quân nè, ổng có nhiều hay không? Cũng nhiều á. Cũng nhiều đó. Dạ đúng rồi. Rượu chè không có, thuốc lá cũng không, gái gú cũng không. Nhưng mà anh hay bị làm cho em hay bị rối não. Ở nhà là em hầu như là quay quần với lại mấy bé cũng hơi chóng mặt. Em muốn là buổi tối là hai vợ chồng lấy xe đi dạo nhẹ nhẹ rồi nói chuyện cho thoải mái tí xíu. Nhưng mà hầu như là lúc nào anh cũng bị áp đặt vô công việc. Ban ngày là anh đã là công việc rồi, nhưng buổi tối về là vẫn nói chuyện về công việc với mình. Công việc. Mà nói với ai? Dạ nói với em. Trời ơi. Cho nên là đầu não hay bị căng lắm. Căng thẳng đâm ra mình hay cọc với nóng tính. Và em cũng có sửa đổi rồi, chứ thời gian trước là em giống như trai vậy đó. Gia đình mà có nhiều con á, hầu như lúc nào là cái miệng em phải nói liên tục mà. Không bao giờ ngưng được hết. Nhắc đứa này tới đứa kia. Dạ đúng rồi. Em làm luật sư miết mà. Về nhà có chơi với con không? Dạ có, hầu như là có à. Tham công tiếc việc. Dạ, không? Áp lực công việc á, về mình giống như là một nơi mà để xả stress vậy đó. Mình cũng không có dám nói lại, phải chịu đựng. Đó một ngày là đó mới cái mình bùng phát ra, xong cái lại cãi nhau. Cũng có viết giấy vài lần. Còn tật xấu gì nữa nè? Hay ngủ bất chấp mọi lúc mọi nơi. Tại mệt quá đó, làm việc nhiều quá. Làm việc, làm tay chân rồi làm đầu óc đó, cho nên làm xuống là ngủ liền. Rồi gì nữa? Rồi, có lãng mạn không hay là khô khan? Về sau này anh có lãng mạn một chút thôi, chứ còn thời điểm trước á là
anh ít khi nào mà quan tâm đến cái cảm xúc của em lắm, giống như là đi đến tiệc tùng hay là cái gì đó mà em mang giày cao hay là sao đó là cứ để cho đi, em nói anh ơi em mang dép cao đợi em tí, trời đi chi cho cực vậy. Khi em sinh mà em có rơi vào cái trạng thái mà giống như mình bị trầm cảm sau sinh không? Hình như là không có, em chỉ bị stress cho nên bị lên ký một thời điểm mà mấy tháng trước thôi. Lúc đó là sinh đứa thứ mấy? Dạ thứ năm, hồi tháng năm vừa rồi là em bị stress, em bị lên ký, em bị rối loạn nội tiết tố. Em không có kiểm soát được cân nặng của mình. Là phì lên đúng không? Dạ phì. Đúng rồi, cái thời điểm đó là em 73kg, cứ mỗi lần em buồn là em ăn thôi. Nhưng mà em giảm bằng cách nào? Em vô được một cái lớp học, may mắn là mấy anh chị chia sẻ để em cảm thấy yêu đời hơn, yêu bản thân hơn. Em ăn ngược trở lại và trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Những người mà bị tăng cân là do stress á, mình hết cái stress đó thì tự động cái cân nặng của mình nó sẽ bớt đi, nó giảm đi. Cái giai đoạn đó Quân có hiểu được cái cảm xúc của vợ mình hay không? Cũng hiểu được, cũng đoán được là khi mà đông con như vậy thì vợ sẽ có một cái áp lực. Em cũng không nghĩ là vợ em trầm cảm nhưng mà có thể cô ấy không biết luôn. Lúc đó là khi mà cô ấy giận bất cứ một cái gì đó là cô ấy sẽ khóa hoàn toàn máy. Nếu mà có một cái cãi vã hay một cái tranh luận nào đó thì cô ấy luôn luôn cắt gỏng, cáu gắt. Nhưng mà nói là em đang dùng rất là ngôn ngữ rất là cao đó mà cô ấy không nhận ra. Và mỗi lần tranh luận như vậy là cô ấy thường thường là tắt điện thoại và chặn luôn Facebook và chặn tất cả mọi cái thông tin để gọi đến. Chuyện của hai bạn á, thật sự là hai bạn mà sống với nhau cho đến giờ phút này là mười mấy năm, 13 năm rồi, là quá hay luôn. 19 tuổi đã là vợ rồi, 20 tuổi là mẹ. Mà không phải là mẹ một lần, là mẹ tới 5 lần. Trải dài cả một cái thanh xuân. Cái hiện tượng là khóa điện thoại, khóa Facebook, là đó là một cái dấu hiệu mà bạn bị stress quá mức. Đó là cái mà em cần phải lưu ý cái việc này. Ngược lại, cái dở của Vân là Vân không chịu nói. Đó là cái quyền lợi của em. Em là mẹ của 5 đứa nhỏ, quyền lợi của em quá nhiều. Tại sao em không đòi hỏi? Bắt đón ý, trời ơi, làm mệt thấy mồ luôn. Bao nhiêu việc giờ bắt đón ý nó chắc chết á. Mình stress một thì chồng mình cũng stress một. Đây sẽ là cái thời điểm rất là thích hợp để mà nói với vợ nói mình với những cái điều gì đó cái... Hôm nay thì anh rất là vui khi mà đây cái chương trình này. Thì anh cũng hiểu được cái nỗi lòng của em. Thì anh thực sự là biết ơn cũng như là anh muốn rằng là vợ chồng mình sẽ chia sẻ với nhau. Em hãy cứ nói những cái điều mà em muốn đối với anh. Anh sẽ đồng hành cùng với em. Và thời gian tới thì anh sẽ dành nhiều thời gian nhiều hơn cho em. Và mỗi buổi tối anh sẽ dành thời gian để chở em đi chơi, để bù lại cái tuổi thanh xuân mà em đã phải trải qua, đã bị thiếu hụt. Thôi mình có nhau đứa nữa nha. Anh cũng chịu khó đồng hành với em và con á, thì em nghĩ em sanh 10 đứa cũng không sao á. Trời ơi, dễ thương quá, nó rất là lãng mạn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn Vương Nghe. Cảm ơn chị. Cảm ơn Vương Nghe. Cảm ơn Vương Nghe. Dạ, con xin phép gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay ạ. Dạ. Con tên là Nguyễn Minh Hoàng, hiện tại con là ca sĩ tự do. Dạ. Hàng nay bao nhiêu tuổi rồi Hoàng? Con 35 tuổi. 35 tuổi. Trời, 35 mà sao trẻ quá chị Một? Trẻ thiệt. Dạ. Trẻ giống một cái người ca sĩ ở trong showbiz mình nè. Ai Đan ta? Trường. Từng có công nhận không? Dạ. Có liên quan gì đến Đan Trường không? Thực sự thì con đã từng tham gia những chương trình về hóa thân thành ca sĩ thần tượng của mình, đó là anh Boy Đan Trường. Ồ vậy hả? Không. Bạn này bạn nói rồi mình mới thấy cái nét mặt của bạn cũng nhăn nhác Đan Trường. Cái giọng hồi nãy lúc mà vô chương trình á, dạ, mình yêu cầu các bạn trang điểm á, dạ, đừng có xịt keo làm tóc, để hai mái giống như anh Bo luôn. Trước đây con cũng đã từng để hai mái rồi. Nhưng mà anh Đan Trường để hai mái nhìn đẹp lắm mà con để hai mái nhìn nó bị sai sai, bị lỗi lỗi. Dạ. Rồi thôi để dành hai mái đó cho chú. Dạ. Dạ. Gì vậy? Phản ứng quá vậy hả? Quá là phản ứng đi, không có mái đâu mà để cho em. Trời ơi, để tôi cho mọi người coi tấm hình tôi để hai mái để mọi tôi người thấy hết hồn. Mày ơi, xin cha. Đúng rồi đó. Đâu bây giờ Hoàng hát thử lại cái hồi mà Hoàng hóa thân thành ca sĩ Đan Trường đi, một hai câu thôi. Sau đây thì con xin gửi đến mọi người một đoạn trong ca khúc Tình Khúc Vàng. Anh nghe mùi hương trên tống quen nồng nàn, anh nghe tình em chưa chan. Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng với người đời hé môi cười. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng. Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng.
cùng ánh chiều xa. Hay quá. Nhắm mắt lại là cứ tưởng Đan Trường xuất hiện trong Nhìn Vợ Chồng Son không? Đáng yêu. Ừ. Rồi, mời dạ, em. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào khán giả. Con tên là Mai Thị Diễm Phương. Năm con sinh năm 92, năm nay con 30 tuổi. Con mới sinh em bé được 5 tháng. Dạ, hiện tại thì con đang ở nhà chăm em bé. Nhưng mà trước đây là Mai Diễm Phương, Phương nha. Con đừng nói là con cũng mê cái cô Mai Diễm Phương. Mai Diễm Phương bên Hồng Kông. Dạ. Đó. Cô bên Hồng Kông là Mai Diễm Phương, con là thêm chú Thị nữa. Trước đây thì con làm trong công ty giải trí của hệ thống nhà hàng karaoke Kingdom. Rồi, như vậy là biết tại sao họ quen nhau rồi. Em biết nữa. Ông này, ông đi hát karaoke. Ông đi hát karaoke và ông gặp cái cô này. Và xinh quá. Họ bắt đầu lấy số phone cho nhau. Và ông chủ động cua bà này và dính luôn. Đúng không? Vậy không đúng. Vậy không đúng. Làm ông mụ tôi. Thực sự hai tụi con quen thì chỉ mới quen thôi. Nhưng mà đã biết thì đã biết từ rất lâu rồi. Thực sự thì trước đây con là quản lý chung hệ thống của Phương làm luôn. Đúng dạ đúng rồi. Phương vào thì Phương làm vị trí là lễ tân. Dạ thì hai đứa gặp nhau thì chỉ ở mức đồng nghiệp với nhau thôi. Và con thì cũng chỉ xem Phương là đồng nghiệp và giống như những bạn nhân viên trong đó và những đứa em trong đó thôi. Không có để ý nhiều mà cũng thấy cô bé này cũng dễ thương, cũng xinh và cũng có chút cảm tình gì đó thôi. Nhưng mà không có đi xa hơn. Phương, con có cảm mến anh không? Dạ không. Thấy chưa, không có đứa nào cảm mến đứa nào hết trơn, hết trọi á. Ủa sao kỳ vậy? Có nghĩa là hai đứa tụi nó biết nhau từ rất lâu rồi. Nhưng mà yêu nhau thì chỉ mới đây thôi. Lúc con vô làm Kingdom là 2014 rồi. Nhưng mà thực sự thời gian đầu vô Kingdom thì con còn trẻ con á. Thực sự là lúc mà mới vô làm á thì môi trường mới mà với lại nhân viên mới thì cũng được nhiều người để ý chứ không phải là chỉ một mình Hoàng để ý, thì lúc đó cũng chả để ý gì đến Hoàng đâu. Trong cái thời gian đó là con đã có người yêu chưa? Dạ lúc mà mới vô làm Kingdom thì con chưa có người yêu. Dạ rất nhiều anh để ý. Dạ mà còn... không phải chỉ một mình anh Hoàng quản lý để ý đâu. Đó là bây giờ Hoàng nè. Dạ. Mà trước khi con gặp Phương á thì là con đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi? Thời đó là còn trẻ nên cũng yêu rồi chia tay cũng nhiều lần, có nghĩa là một người nhưng mà chia tay rồi yêu lại. Dạ. Câu hỏi này, tụi con làm chung với nhau bao lâu thì tụi con bắt đầu có cảm tình với nhau? Sau đó là đã kết hôn, mỗi đứa đã tự tìm cho nhau một cái hôn nhân riêng của mình. Con mỗi đứa được bao nhiêu năm thì là ly dị? Con thì 6 đến 8 tháng thì là con... ly dị? Dạ đúng rồi. Con thì được 4-5 năm á. Ồ, như vậy có nghĩa là cái này đó mới là cái mấu chốt đây nè. Con chia tay trước. Dạ. Lúc đó là Phương chưa có chia tay. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó. Thì nhưng mà tình trạng của Phương là như thế nào? Ly hôn nhưng mà có con không? Dạ có, con có một đứa con, năm nay cũng 4 tuổi rồi. Rồi các bạn gặp lại nhau ở đâu? Phương lúc đó là Phương đã trong tình cảm là đã gọi là ly, gần sắp ly hôn rồi. Thì con có nói chuyện anh em thì lâu ngày không gặp lại. Dạ cũng nhắn tin qua, nhắn tin lại vậy đó. Nói chung là con cũng khuyên nhiều, tại vì con cũng đã từng có gia đình và cũng đã hiểu được cái cảm giác là mất đi một người thương yêu của mình và mất đi một cái gia đình hạnh phúc thì mình cũng đau xót lắm. Nhưng mà thực sự thì Phương cũng không thể nào hàn gắn lại được. Không cứu vãn được. Không cứu vãn được nữa. Ok, còn Phương thì sao? Sau một thời gian gặp lại Hoàng thì Phương thấy Hoàng có một cái gì đó khác. Hồi trước á, con với anh Hoàng làm chung với nhau á, thì nổi tiếng nhất trong hệ thống luôn là cứ gặp nhau là cà khịa với nhau à. Ai là người khịa người kia? Không, hai đứa hay khịa qua khịa lại vậy đó. Tụi nó khắc khẩu. Hết dịch đợt đầu tiên á, thì khi mà gặp lại thì lúc đó tâm trạng của con cũng không có được vui. Lúc đó con buồn bã và cũng ít nói đi, con cũng chả khịa gì Hoàng hết. Hoàng cũng hiểu. Thì sau thời gian nó gặp lại thì anh Hoàng cách cư xử khác hẳn, nhẹ nhàng hơn, rồi chín chắn hơn. Dạ, khác so với trước đây hơn. Chín chắn, nhường nhịn hơn. Dạ đúng rồi. Người đàn ông đó một lần đổ vỡ đó em. Dạ, đúng nhưng mà Hoàng thì sao? Thì hồi xưa thì Phương rất là trẻ con, có thể nói là rất là trẻ trâu. Có thể nói là rất là trẻ trâu. Nhưng mà sau đó là gặp lại Phương thì cảm nhận Phương là một người phụ nữ yêu gia đình, chững chạc và chín chắn hơn. Sau cái đó thì bao nhiêu lâu thì tụi con đi đến chuyện hai đứa kết hôn? Dạ cũng một năm. Con là một người rất là thương con nít. Phương thì có bé Sonic trước đó. Hồi xưa Phương cũng hay dẫn lên chỗ làm thì con cũng gặp nhiều lần, con cũng mến, quý mến.
thì lúc đó con cũng hay chọc chọc giỡn giỡn, con nói Phương là đi chơi dẫn theo sở thích chơi. Hai đứa có đứa nào chung chưa? Dạ có, bé được 5 tháng. Trai luôn. Hai đứa trai. Dạ. Dạ đúng rồi. Một đứa con chung rồi một đứa là con riêng. Đó thì không biết rằng là ba Hoàng, cái tình cảm của ba dành cho hai đứa con nó có cái gì khác nhau? Dạ, thực sự đối với con thì cái quan điểm là không có phân biệt ra cái con chung hay là con riêng gì hết. Trong đầu con lúc nào cũng suy nghĩ Sunit đó là con ruột của mình, mình phải là cùng nhau để mà nuôi dạy con. Người phụ nữ mà đổ vỡ trong hôn nhân rồi á, thì khi mà bắt đầu lại mà đối với một người mà đã có con như con nữa, không thể nào mà vì tình cảm của mẹ mà chọn cái hạnh phúc, thì con phải nghĩ cho con của con nữa. Thì trước khi bắt đầu với Hoàng á, thì con cũng nghe nhiều dư luận trái chiều lắm. Có thể là bây giờ Hoàng lấy lòng con, thương Sonic để lấy lòng con, rồi sau này Hoàng sẽ khi mà được lòng của con rồi thì sẽ không thương Sonic này nọ nữa. Thì lúc đó con cũng suy nghĩ rất là đắn đo. Con cảm nhận được cái tình cảm mà Hoàng dành cho Sonic là tình cảm thực sự, chứ không phải vì mà lấy lòng mẹ mà chiều chuộng hay là yêu thương Sonic. Thực sự là con cũng rất là yên tâm về sau này là không có cái tình trạng mà cha dượng này nọ các kiểu, hoặc là con chung con riêng. Tỏ tình chứ cô ấy thì có lãng mạn gì không? Thực sự con chưa nhận được lời tỏ tình nào hết trơn. Trời, nhưng mà sao lại chấp nhận vậy? Đồng cảm rồi cảm nhận rồi thấu hiểu nhau vậy đó. Chứ thực sự con chưa nhận được lời tỏ tình nào. Có cái tụi con có gặp trường hợp này không? Như hai đứa là đã có cái gia đình riêng rồi, xong rồi đến với nhau, cái đến nó cũng rất là nhanh, nó cũng rất nhiều cảm xúc, nhưng mà rồi đến khi á mà đụng gọi là cọ sát với nhau rồi thì cũng cực kỳ hay có nhiều mâu thuẫn. Phương bà này vợ con bà rất là gọi là dễ bị xúc động, rồi dễ bị tự ái, rồi dễ bị tổn thương. Nên mà bị tổn thương một cái gì nhỏ thôi là bà rớt nước mắt. Mà đối với con thì con thấy phụ sợ. Nữ bị rớt nước mắt là con bị yếu lòng. Con sợ. Nên lúc nào mà có chuyện gì xảy ra con là người xin lỗi trước, im lặng, con không dám nói gì hết. Mà trong khi con im lặng thì bà này cũng im lặng luôn. Bà không có nói gì hết. Chỉ giận thôi chứ chưa đến cái mức mà gọi là tôi chia tay luôn đi. Là chưa có đúng không? Có không? Dạ có. Dạ có. Dạ có rồi, chia tay. Mà ai bên nào? Chắc cũng cả ngàn lần có. Vậy hả? Dạ tại vì tính của con á dễ giận, dễ lẫy lắm. Mà mỗi lần mà con giận con lẫy là hả? Thôi cảm thấy không hợp đâu, thôi chia tay đi. Nhưng mà dạng như là nó chỉ nói lẫy là tại vì trong lòng con lúc nào cũng đinh ninh là không chia tay được đâu. Tại vì Hoàng ví dụ con mà làm ầm lên là lúc nào Hoàng cũng nhường nhịn con hết á. Nên dạng như là cái đó cũng là một tính xấu của con. Con cũng biết cái đó là tính xấu nhưng mà được anh chiều á, nên lúc nào con cũng làm lẫy như vậy á, làm cho anh sợ vậy thôi. Xong rồi kể xấu nhau đi mới vui nè. Nó có thật xấu nào lòi ra không? Bà chỉ được chỉ có cái là một ngày 24 tiếng mà bà ngủ tới 12-13 tiếng lận. Mới xin nó cứ ngủ. Lúc mà hai đứa về là lúc đó là dính con, bầu. Con bầu. Cái dòng mà dính bầu ngủ dữ lắm mọi người. Kinh hoàng luôn. Tại vì lúc mà con có bầu là lúc đang đang dịch phong tỏa thành phố, đâu có được đi đâu đâu. Đâu đúng không? Dạ đúng rồi, suốt ngày dính nhau 24/24. Bây giờ tật xấu nè. Dạ bà rất là cọc cằn, bà nói chuyện giống như là không có bị ngang như con cua vậy đó. Mà bà nói đúng thì phải là đúng, mà sai cũng phải là sai. Rồi không được cãi lại. Dạ không được cãi lại. Mà có cãi lại là bà giận. Bà giận là mình thua. Dạ. Rồi cốt là cốt con cua. Gốc Cà Mau đó chị. Dạ. Rồi sao nữa? Sao nữa nè? Nóng tính, cọc cằn nữa. Mỗi lần con hỏi cái gì, cái mà bà đang mà khó chịu một chút là hả, bà sạc. Bà sạc lại, nạt lại. Ví dụ bà nạt sao nè? Nạt thì cũng không phải là nạt mà dạng như là nói chuyện hơi gần giọng một xíu chứ không có được ngọt ngào như thế. Anh không có hình dung nó được. Nay ăn sáng chưa? Không lẽ giờ này chưa ăn? Không lẽ giờ này chưa ăn? Vậy đó. Dạ, em ăn rồi, anh ăn đi hay sao đó. Những lẽ gì chưa ăn hỏi. Hỏi ngược đó, hỏi dạ, ngược hỏi lại. Lại. Dạ. Hỏi là mình cục khứ rồi đó. Dạ. Ngang ngược. Thêm cái là bả mà đói bụng lên bả cọc tính. Xấu đói. Dạ, không chịu nổi luôn. Xấu đói. Ai vậy? Ai nhìn theo hướng đó. Đói ai cũng xấu. Dạ. Dạ. Ở nhà rồi ai nấu nướng? Bà nấu nướng nhưng mà con là người nếm thức ăn. Bà nấu nhưng mà không giờ bà nếm thức ăn hết trơn. Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Con không biết sao nữa. Mỗi lần mà con chế bí này nọ xong cái kêu anh ơi ra nếm giùm em.
Bởi vì ổng mà nếm trễ là đói bụng. Những cái mà cái tánh xấu của vợ thì cũng nên thay đổi. Vợ giận con á, nên nói ra. Giận những cái gì nên nói ra. Mỗi khi bà giận cái bà im không để cho tự đoán là giận cái gì. Nhiều khi mình giận mình cũng biết mình giận cái gì, lấy gì mà người bên cạnh đoán được. Dạ. Nhiều khi bà khát nước bà cũng giận con nữa. Rồi khi mà giận á là phải im lặng. Con mong muốn vợ con thay đổi cái gì để cho vợ con trở thành một người vợ hoàn hảo nhất. Dạ, khi mà giận thì mau nguôi giận. Chứ để một lần giận là phải con phải ra sofa con nằm. Dạ. Không có được ôm vợ. Dạ, con lại con chọc rồi con khiều, con làm què trước không được. Lúc nào bà cũng cọc nên con biết ý vậy là con sẽ im lặng qua một đêm, cái bắt đầu ngày mai cái con khiều giỡn bà mới bắt đầu vui lại. Lúc đó bà nguôi rồi. Dạ, lúc đó con mới được lên giường ngủ. Dạ. Ok, rồi giờ tới Phương đó. Thật sự thì chồng con không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú năng nhăng gì hết. Hồi lúc mà mới quen á, thì ví dụ như nhờ gì á là anh cũng đứng dậy 1 phút 30 giây để đứng dậy đi làm liền hết trơn. Cưới xong rồi á, mỗi lần mà nhờ anh cái gì á là anh ngồi anh lướt Facebook, anh lướt TikTok, anh bị nghiện Facebook với TikTok. Là anh ngồi anh lướt xong rồi anh mới ngồi dậy anh đi làm liền. Mà tính của con thì cũng nhờ giờ phải đứng dậy làm liền không là con khó chịu, bực bội lắm. Chỉ có tật xấu vậy thôi, với lại tật xấu không phải là lề mề, làm thì cũng rất là nhanh nhưng mà mình nhờ là không có đứng dậy đi liền, ngộ vậy đó, phải chút xíu nữa mới chịu đứng dậy đi làm liền. Thẩm thấu hiểu lệnh hơi bị chậm, thật dữ gì đâu mà nghe có nhiều lắm văn không có vậy. Tội thẩm thấu hiệu lệnh. Rồi với lại một cái nữa là ghen. Tính của con thì dạng như là cởi mở hòa đồng, con hay chơi với mấy đứa em trai trong giới LGBT á, mình thân thiết này nọ cái kiểu thì ăn đi chơi ăn uống hoặc là chị em hay nhắn tin này nọ với nhau thì ổng ghen vậy, ổng cũng ghen nữa. Mà mỗi lần mà ổng ghen á ổng sẽ đăng story ổng móc méo này nọ cái kiểu móc phốt con. Dạ, không, đọc vô là con hiểu đúng không? Dạ đúng rồi, đọc vô là hiểu là nói về con. Lúc mà cưới nhau rồi, thời điểm dịch là cũng ở dính nhau 24/24. Thì thời điểm đó là hết ghen. Chồng con được cái là rất là đảm đang. Ở nhà mấy giặt đồ, việc nhà, tất cả việc nhà là chồng con làm hết. Thì con chỉ có hâm mong là thẩm thấu nhanh một chút xíu. Cái từ đó tôi không hiểu gì. Thẩm thấu mình là nhanh một chút xíu. Với lại đừng có ghen tuông bậy bạ nữa. Rồi. Được không? Làm được không Hoàng? Dạ, mấy cái đó thì dạ được. Rồi còn cái mà Hoàng mong con thay đổi được không? Dạ, để con xem sao. Rồi hôm nay thì nhân dịp đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Thì thôi Hoàng đi, dạ. Đàn ông mà đúng không? Thì không biết là Hoàng có muốn nói một điều gì đó bất ngờ với vợ, hoặc là làm đó, hoặc thể hiện một cái gì đó với vợ mình hay không? Trời ơi, cút trăng. Dạ. Thực sự thì hôm nay là anh xin gửi tặng vợ một bó hoa. Đây là hoa mà vợ nói là thích nhất. Anh nhớ một lần chúng ta đi Đà Lạt với nhau và đi ngang qua một con đường. Ven đường thì mọc rất là nhiều hoa. Loài hoa này và nó như là một loài cỏ dại. Và em có tâm sự với anh là loài hoa này khi nó mọc ven đường, người ta đi ngang qua không chú ý đến thì nó như là một loài cỏ dại rất là bình thường. Nhưng khi nó đặt đúng vị trí như bó hoa này thì nó trở nên lộng lẫy và rất là mộc mạc và đẹp đẽ. Anh cảm nhận được cái sự tổn thương trong em nên hôm nay tại đây. Anh muốn nói cho thế giới biết rằng anh rất thương em và con, và chúng ta sẽ mãi cùng nhau đi đến hết con đường này em nha. Nói gì hơn thì em sẽ cố gắng để vun đắp gia đình mình, gia đình nhỏ của mình ngày càng hạnh phúc và luôn vững mạnh như vậy. Ôm nhau một cái. Ôm chồng cái coi nè, ôm chồng cái bố trời. Rồi. Rồi, cảm ơn hai đứa nhiều nè. Rồi, xin cảm ơn hai bạn nha. Em tên là Phan Văn Trường ạ. Năm nay em 35 tuổi ạ. Em đến từ Nghệ An ạ. Trường công tác bên ngành nghề gì? Dạ em ở nhà kinh doanh ạ. Rồi, mà em dạ em là Thanh Tâm ạ. Em năm nay 30 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ.
Rồi, hai em là ở ngoài Nghệ An luôn? Dạ, dạ vâng ạ. Ở ngoài quê và đây lập nghiệp anh ạ. Chồng em Nghệ An, còn em ở Hà Tĩnh. Nhưng mà là làm việc ở Sài Gòn? Dạ, làm ở việc Bình Dương. Bình Dương? Dạ. À, hai bạn quen nhau từ khi nào? Mà chuyện tình yêu ra sao? Em và chồng em thì quen nhau năm 2012. 19 tháng 5 2012. Ừ. Hồi đó là em cùng một fan hâm mộ của chương trình Quà tặng âm nhạc. Quà tặng nửa đêm. Hồi đó là em mới chia tay người yêu cũ. Thì em có viết một bức thư lên yêu cầu bài hát. Thì vô tình là bài hát của em được phát, mà trong đó có số điện thoại. Vì em nói là ai cùng tâm trạng thì nhắn tin, chia sẻ. Tự nhiên thấy số nhắn tin là em khỏe không? Em đang làm gì đó? Em nói em khỏe. Xong rồi chồng em nói em rảnh không, mời em đi uống cà phê. Em nói ông nào tào lao mà giờ tự nhiên ở đâu mà em không quen không biết gì mời uống cà phê. Em nói dạ không. Em cùng nhắn qua nhắn lại vậy đó. Chiều em về em kể với chị bạn của em, với em gái em. Xong chị bạn nói ê đi 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 xem mặt đi. Em thôi ba cái bọn tào lao ở trên đài lao. Thế là em nói em bận rồi em không đi nữa, em từ chối vậy đó. Dạ, đến chiều thấy 5 giờ về thấy ông nhắn tin là em về Bình Dương chưa, anh cùng chuẩn bị về. Em nói dạ em cùng chuẩn bị về. Vậy đợi anh với. Vì khi này là bọn em gặp nhau ở dưới Đồng Nai á, em cùng xuống em gái ở dưới đó chơi, còn ông thì làm việc ở Sài Gòn. Rồi sau đó đi đến Amata, anh đập vào mặt em, trời ơi, một ông thấy đuối rẹt cái xe phanh khe rẹt, giơ tay lên chào hai người đẹp, rồi đập vào mắt em. Trời ơi, một ông đội cái nón công trình đi đôi tông lào đen thui. Khi người chồng em đang làm xây dựng anh nên nhìn đen, mặc cái áo bẩn bẩn nữa. Trời ơi, em nói thôi chết rồi, em bấm 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 cái giật giật chị em nói thôi chuẩn bị chuồn thôi chứ không phải đối tượng rồi. Không ăn rồi, sao có chuồn được không? Trời, thế là sao chuồn được anh? Thế là cùng đuổi theo em sao? Bám riết. Bám riết để về Bình Dương luôn. Bám rồi. Sau đó thì như thế nào? Có đi đâu nữa không? Có anh, cà phê. Cà phê. Và ủa, tức là lúc đó là vợ em tính chuồn mà không chuồn được. Không chuồn. Dạ, đuổi theo sao? Bám theo sao? Bám theo rồi đến coi như là em đi đến đâu thì em hốt được vợ em vô uống cà phê. Về gần nhà bà. Dạ. Bằng cách nào em làm được điều đó? Em đi theo luôn, đi theo hoài vậy đó. Dạ. Thôi vào uống cà phê, tại vì có bà chị cũng máu. Mẫu uống cà phê à, cũng tò mò trai cho nên là thôi cũng vào luôn. Tò mò trai. Mà nhờ vậy mới dính đúng không? Rồi. Khi nào về xong rồi sao làm quen với chị bạn em như thế nào, sao biết nhà luôn? Biết nhà luôn. Là nhờ bà chị đó biết nhà. Rồi có sẵn vô nhà luôn không? Có. Hôm đấy em không vào, ngày hôm sau, cách khoảng 3-4 ngày hôm sau á em vào. Em vào anh xin cơm. Vào xin cơm? Vâng. Em nghĩ sao mà đi cua người ta mà đến nó xin cơm? Em lúc đấy em đang ở công trình, em bảo chiều nay nấu cơm cho anh ăn với nha. Hai bác cũng chẳng trả lời, chứ làm cơm đâu mà ăn. Thế chiều em đi làm về em mua 15 ngàn tiền ổi với xoài. Trái cây. Em qua nhà cũng bày ra cơm ăn. Thế hai chị em mới dọn cơm ra. Bắt đầu ba chị em mới sới cơm ra, sới liền. Mà sợi cho khách liền thì mình lịch sử là sợi khách trước. Sau đó chủ nhà mới giờ thì sao? Sợi khách liền, khách bê lên ăn liền luôn. Còn hai chú nhà đang ngồi nhìn nhau vậy đó, chưa có gì hết. Nhìn nhau, bắt đầu xáy cá xuống ăn miếng. Trời ơi, cá này dớ quá, chiên này to, lửa này không giòn. Rồi ăn canh cải. Trời ơi, canh cải này phải đập gừng vào mới ngon. Chứ nấu không đập gừng không ngon. Rồi cuối cùng cái món này là ai nấu? Chị em nấu. Trời ơi, em bắt đầu nóng mặt. Mặt nóng rồi, nói nhà của bà chị chứ nhà tôi là chắc đuổi thắng cố về rồi. Mà dở thiệt hả em hay sao? Thì không để nói dở gì. Mà do chồng em ăn ngon được, ăn cũng được nhưng mà không đúng cách. Nấu nó thiếu gia vị. Rồi bao lâu thì hai bạn mới bắt đầu yêu nhau? Trời ơi, xong cái vụ đó liền là em choáng luôn. Em không bao giờ ấn tượng được nữa. Người đã xấu mà còn vô duyên nữa. Cho nên là ghét của nào trời tao của đấy. Mà chị xấu mà vô duyên, đã không ưa rồi mà sao sáp lại? Đó là xong rồi đến khi em về em kể cho đứa em kết nghĩa lại. Em trai mới nói câu là chị ơi, những người đó có khi mới hay cái gì chắc vậy nó mới hay đó. Chị suy nghĩ đi. Thế là bắt đầu em mới suy nghĩ. Trời đất ơi, em sao nhẹ dạ quá vậy em? Đó là bắt đầu mới cho giao cơ hội tìm hiểu. Bao lâu thì các em mới cưới nhau?
Dạ, gần một năm anh. Một năm. Là cưới nay lâu mau rồi. Dạ. 5 năm rồi. Dạ, chuẩn bị kỷ niệm 5 năm ngày cưới anh. À, dạ. Các em có mấy bé rồi? Dạ, hai bé. Dạ, nhà em hai bé. 5 năm rồi. Không có cơ hội chúc đâu ha. Ờ. Lúc mà tụi em lấy nhau rồi á thì lúc đó là có cảm thấy là đối phương của mình có nhiều những cái mà mình không đồng ý không? Nói chung là thật xấu đó. Có. Dạ, không có. Dạ. Về trước tiên là em đi. Dạ. Hay ghen. Vợ có thật xấu không? Hay ghen, mê phim Hàn Quốc. Ấy. Lười. Hai tật đúng không? Dạ, lười với mau khùng. Dạ, khùng. Mau khùng. Dạ. Đã khùng là khóc. Và... Bây giờ em kể chi tiết ra một cái tính, một cái tật đi. Nhiều khi em đăng cái hình lên trên Facebook để bán hàng á, thì em bình luận cái vớ vẩn cũng ghen. Không phải đâu chị ơi, thì em kể cho mình nghe. Ông nói xấu em đó. Chồng em là cái đời là Facebook đồ hoặc là những tin nhắn bạn bè anh em luôn, tất là không bao giờ chúc mừng sinh nhật hoặc comment bất cứ ai hết. Nhưng mà hôm đó vô tình em vào Zalo, em thấy hình một cô gái ăn mặc thì mát mẻ, vào thế còn bảo như thế này chứ: ôi em đẹp quá. Thế em bảo dạ em cảm ơn anh. Xong rồi người đó đi chơi đâu thế cùng hỏi thăm. Mà cả đời vợ, bạn bè, anh em gì của vợ hoặc là anh em gì trong nhà có ai đi không hề hỏi gì hết. Mà hỏi cô đó. Dạ đúng rồi, hỏi cô đó. Hỏi cái gì, hỏi thì sao? Hỏi xã giao thì mà em chị. Đi đâu chơi đâu mà đẹp vậy? À. Xong rồi bảo bữa nào cho anh hẹn bữa nhậu được không? Mà anh Toàn á, nhà anh phải sau 10 giờ nha, vì công việc của anh là phải đến 10 giờ mới xong. Sau 10 giờ tối hả? Dạ đúng rồi. Còn 10 giờ tối mà nhậu với em kích với cô gái hả? Đúng rồi. Đặc thù công việc của em là có rảnh sau 10 giờ tối. Đấy. 10 giờ tối mà nhậu sao vâng. Làm gì trời? Xã giao thôi anh. Đấy, em nói là ông chồng em giải thích là anh hẹn vậy nhưng mà anh chưa đi bao giờ. Em nói anh đi thì anh biết, trời biết, đất biết và cô đó biết chứ em không biết. À, dạ, tức là đó. Bây giờ đang hỏi em, tật xấu ghen, của em. Dạ. Bây giờ cuối cùng là lời ra tật xấu của ông này. Đúng rồi. Tức là người ta ghen có lý do. Dạ. Rồi, dạ. Rồi bây giờ cái chuyện mà em nói là vợ em mê phim Hàn Quốc á, mà cũng gọi là tật xấu nữa hả? Mại xem phim đút cơm cho con ăn bị hóc xương luôn anh. Vâng. Cái đó là xấu, cái đó là xấu. Mại là còn gì nữa? Còn lười nữa chị ạ. Lười. Tất cả việc nhà đều em hết. Bây giờ hai đứa nhỏ đang nhỏ thì em thông cảm được, cái mai mốt lớn thì không biết là có chịu làm hay không. Giờ tất cả tật đều việc nhà đều em. Cơm nước, chở búa, lau nhà, mỗi phơi chén. Đồ, rửa chén thì có luôn. Có luôn? Dạ. Tại vì ba mẹ con nó kẹt coi phim Hàn Quốc. Đó. Rồi giờ tới phiên em nè. Dạ. Anh ấy ngoài cái việc là hay nhắn tin rồi chit chat với gái, thả thính một lần về em dập tắt luôn anh. À dạ. Rồi còn thật gì nữa không? Mới cưới nhau về, hồi xưa chồng em đang bên xây dựng á, là chồng em đi làm Sài Gòn nên đi từ 5:30 sáng, còn em thì làm muộn hơn. Em đang ngủ, thế là vợ thì đang ngủ mà chồng dậy thay đồ đứng từ xa anh, nhè cái thay quần ngủ, nhè cái mặt vợ ném bụt một cái vậy đó. Rồi sao? À, có thú vui là ném đồng lót vô mặt vợ. Dạ. Cái thú vui đó em ơi, ngộ lắm. Mỗi người một thú vui. Rồi còn cái gì xấu đâu? Không, chồng em thì đa số là điểm tốt hết. Đúng rồi, ông siêng quá trời quá đất, có gì đâu mà xấu. Vậy em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thứ nhất là bỏ được thuốc thì bỏ hẳn, bỏ được luôn đi. Chứ bỏ nhấp nhấp về đến khi cứ nghiện không, em không thích. Ừ. Dạ, với thứ hai này là từ trước giờ là chồng em cùng lãng mạn, ý là cùng biết quan tâm vợ. Nhưng mà là y như là người sau cùng quan tâm người sau cùng không à. Nhiều khi em về em tủi. Em muốn chồng em là người người đầu tiên hơn. Có khi ngày sinh nhật em, bạn bè anh em gì gọi điện chúc nhặng cho chị, chồng em gọi điện cứ hỏi: vợ ơi con ngoan không? Con thế nào rồi? Cũng chả thấy động tá gì đến sinh nhật vợ hết. Cả ngày hôm đó là em tủi luôn. Tức là bây giờ em mong muốn ảnh là những cái ngày đó là phải chúc em đầu tiên đúng không? Dạ. Chị nói em nghe nè, 12 giờ 15 đêm hôm trước đó, trước khi em đi ngủ á, em nhắn tin trước đi, sáng mở mắt ra đó. Nó thấy tin em đầu tiên. Nó hay lắm. Ừ. Rồi, em muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt khùng. Hay khùng. Nóng tính á. Vâng. Gọi là chồng em nói nóng á. Dạ. Hay khóc. Vâng, có gì từ ai tí là khóc sụt xịt. Khó chịu á. Vâng. Rồi, nóng tính á, mà sao trời nóng đến cái độ như thế nào mà chồng nói là khùng vậy? Em thì nói chung là cũng may nhờ chương trình này là em bớt nhiều. Hồi xưa giả vì như hai vợ chồng mà cãi nhau là em cứ cãi bằng được, dù sai nhưng mà em cãi được là khi nào cho mình thắng thì thôi. Nhưng mà dạ, nhưng mà sang nhờ chương trình này thì thấy chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận khuyên những cái điểm gì giống mình thôi mình cũng nén lại.
Nên là bữa nay là em bớt nhiều rồi. Nếu mà nhờ chương trình Vợ Chồng Son em đã tự rút ra được một số thứ rồi. Nhiều. Thì chị cũng nghĩ là thay vì coi như sau phim Hàn Quốc là em chỉ coi Vợ Chồng Son thôi, xong rồi em tiếp tục coi và tiếp tục rút kinh nghiệm. Đó. Nếu có điều kiện thì rủ anh coi luôn. Xong hai chồng cùng cùng bàn bạc nó có chị cái nào hay mình... cái nào hay hấp dẫn là em cứ tăng chồng em vô đó. À là up lên Facebook đúng không? Dạ cứ up lên Facebook tăng vô hết. Rồi. Đúng rồi. Còn em thì Vợ Chồng Son thì chắc chắn là em không không bỏ được, vì tập nào em cũng coi hết. Rồi cảm ơn hai em, chúc hai bạn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc và nắm tay nhau thật chặt đi đến cuối cuộc đời.